Toàn thể quý vị khán giả thân thương đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Và cũng xin cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình, đó chính là LG Electronics Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn rất là nhiều, thưa quý vị. Ngày hôm nay chúng ta thấy có một sự thay đổi lớn ở bộ phận MC, đó là Trường Giang đang mặc bộ đồ quét. Màu này màu gì nhỉ? Màu hồng... hồng tan. Hồng tan là hồng gì? Hồng mà... hoa hồng mà bị tan anh. Nani? Thì nó màu nó tan là sao? Hồi nãy á, Hoàng Phi nói là màu gì? Mắm rút Huế á. Biết mắm rút không? Dạ dạ dạ. Mắm rút trà đó. Dạ dạ. Ồ, cũng giống. Đó. Còn màu này màu gì? Hồng này chưa tới mức như anh khô que hơn. Em đỡ khô hơn. Chán người Hàn Quốc đó chị. Ý của Harry thưa quý vị là cái màu hồng này là màu hồng dạng như là cái hoa mà nó tàn rồi đó. Dạ đúng rồi. Hoa hồng nó tàn rồi đó, cái màu nó nhạt đi rồi đó. Chứ hồng tan là hồng gì? Tàn. Đúng rồi, ai thông minh sẽ hiểu. Em không nói câu đó nữa. Do em ngu nên em cố tình tỏ vẻ làm gì cho vui thôi. Mà ai về người ta lấy câu đó chửi em thôi, em xin nhường câu đó. Thưa quý vị, là trong chương trình của chúng tôi, cái mục đích chúng tôi mang lại cho quý vị là nhiều tiếng cười và sự giải trí. Đôi khi có những câu nói chúng tôi nói vui, nhưng mà có một số anh chị em khán giả lại nghĩ đó là không hay. Và nói chung là bất cứ chương trình nào cũng vậy thưa quý vị, vạch lá tìm sâu thì chắc chắn là phải dính sâu rồi. Còn chúng ta đến với chương trình với tâm thế thoải mái và giải trí thôi thì mang lại tiếng cười và cuộc sống nhộn nhịp hơn, vui vẻ hơn thôi. Cứ thoải mái, cứ nhẹ nhàng thôi, cuộc sống mà. Dạ. Thì ngày hôm nay chúng tôi vẫn như cũ sẽ mời đến đây những gương mặt thân thuộc, khả ái và xinh đẹp. Đội đầu tiên sẽ là những nhân vật sau đây: Thanh Trang, Nhung Gumiho và Châu Đăng Khoa. Xin chào tất cả các bạn. Em mới nghe anh nhắc gì khả ái xinh đẹp vậy anh? Trời ơi, cướp diễn đàn nhanh ghê. Ấy bữa nó bà khả ái xinh đẹp đó. Nói chung là bữa nay ai cũng đẹp, ai cũng xinh. Thì Khoa, mình mới đi trời mưa về hay sao mặc áo mưa? Dạ đúng rồi, hôm nay trời mưa nên em mặc đồ mưa luôn. Nhưng mà sao dạo này đi đâu không có cái quạt là sao? Lúc nào cũng có quạt mà anh nhớ lại mấy mùa trước đi. Không, lúc nào cũng có cái quạt. Em biết lúc nào cũng có. Em phải có bao. À dạ. Mà tại sao mình có cầm hai cái quạt? Giống như công tử ngày xưa vậy hả? Em sợ nóng. What? Ủa vậy sợ nóng lắm hả? Lúc này cũng phải phạt. Ồ ha, người sợ nóng hay mặc mấy áo lạnh ha. Anh ơi, người ta sốc vì thời trang. Thì vì thời đúng trang vậy, cho nên mặc đồ nó nóng cũng chịu hết anh. Vừa quỷ ma vừa có tiền nữa. Mời vào vị trí A nào. Dạ. Đội tiếp theo em không phải là dạng thường đâu. Em không biết sao chứ hôm nay mình mặc đồ như vậy á, em thấy rất là phù hợp cho khách mời hôm nay. Ừ. Khách mời hôm nay rất là đẳng cấp. Ừ. Rất là sang chảnh. Kính thưa quý vị, Harry xin giới thiệu Hoàng Phi, Mạc Văn Khoa và chị Lý Nhạc Kỳ. Thấy không? Giống như là ngôi sao đi làm có hai cận vệ. Bodyguard. Em là đóng. Không, em đóng vai chồng ạ. Đóng vai chồng ạ. Ờ cái gì? Vậy? Em là hai vợ chồng có điều kiện. Đây mới là ấy ạ, vệ sĩ ạ. Đây mới là ấy là gì? Em tưởng là ba nó đây mới là con của em chứ. Cố gắng mặc giống đồ mà cũng đẩy tôi ra khỏi nhóm được nữa.
Hoàng Phi là từ ngày xưa đến giờ là phong cách hip hop rồi, ai cũng biết, đọc rap rồi các kiểu đó. Rồi Mạc Dân Khoa là phong cách businessman anh à. Ê, bữa nay bắt đầu thấy mặc đồ nữ tính rồi nha. Dây nữ tính rồi đó. Trang sức đồ. Giờ này người ta có nhà cửa xe hơi mới rồi nha. Dạ đâu có đâu anh đừng có bốc phốt gia sản của em như thế chứ. Ok em, đại gia quá à, thích quá à. Dạo này nè, mặc đồ đẹp nè, hơi nữ tính tí nè. Tí toàn bộ. Đồng hồ, giày các kiểu nè ha. Giày nha, xịn sò nha anh. Đó, vũ đạo giờ này bán được lắm. Rồi, mời đậu về vị trí B nào. Chúng ta sẽ có nhiều bộ câu hỏi, mỗi bộ hai người chơi, người ở trên ghế và người ở bên trong. Và khi trả lời đúng một câu thì lên một đất. 10 câu liên tiếp thì chúng ta sẽ mang về tiền thưởng cho cá nhân là 20 triệu đồng. Đội thắng cuộc bước vào vòng trong. Ở vòng trong chúng ta sẽ mang về giá trị tiền thưởng là 60 triệu đồng. Wow. Còn nếu như là không may mắn không lấy được cái tiền đó thì chúng ta đã có cái vé vào vòng trong để đối đầu với những đội khác. Còn nếu như không chiến thắng nữa thì chúng ta vẫn ra về với tiền thưởng là 18 triệu đồng. Còn đội thua cuộc ra về với tiền thưởng là 12 triệu đồng. Và đội thắng cuộc, mỗi cá nhân sẽ nhận được một cái loa Bluetooth LG Xboom Go. Đội thua cuộc, mỗi bạn sẽ nhận được một bộ tai nghe của LG mang tên là Tone Free. Ủa sao anh nói đội thua cuộc, anh cứ nhìn tụi em hoài à? Hả? Sao anh nói đến đội thua cuộc là anh nhìn tụi em vậy? Đâu? Kỳ vậy ta? Vậy là anh đã đoán đó. Anh mấy cái đó anh đoán nhạy bén lắm. Trời ơi. Nhạy bén lắm. Không phải, cái thói quen là sau khi nói đầu này nhìn đầu này, nói này nhìn đầu này. Đổi cuộc lại cái đó. Đội thua cuộc. Okay. Mỗi người mang về một bộ tai nghe của LG không dây tên là Tone Free. Wow. Hồi nãy nghe kêu nhận cái loa mình tưởng loa kẹo kẹo đi về kiếm thêm chứ. Cái loa là loa Bluetooth của LG là Xboom Go, không phải loa này. Loa để bàn á, còn loa này dòng trong mới được thưởng. Dòng trong là thưởng LG luôn, TV bự. Hứa cho tôi mà chưa cho. Đó, LG á. Vậy là em không phải trả góp TV nữa rồi. Rồi, bây giờ ai chơi trước, đầu xuôi đuôi lọt. Em nghĩ là nên cử một người có đạo đức lên thi. Đạo đức? Anh từ từ sống đạo đức phải về cuối chứ. Đúng rồi. Lấy cái đức trước đi. Dạ dạ, đạo đức luôn là cái kim chỉ nam cho mỗi con người ạ. Em sẽ là người đi trước dẫn đường ạ. Em sẽ là người ra đi. Bên kia là ai nào? Dạ em ạ, bên kia cử đạo đức không thì... em rút ạ. Em qua thông minh lắm ạ. Đúng rồi, trùng tên khó chơi lắm. Đúng rồi. Nhỏ. Dạ bên mình là Châu Đăng Khoa, bên đây là... Đây. Thôi đi á. Thôi đừng có nói vậy, là câu hỏi khó lắm. Đạo đức lên trước đi em. Lấy cái đức cho đội. Rồi, rồi. Mạc Đăng Khoa và Châu Đăng Khoa. Em sẽ lên. Đồng đội. Mới muộn nào anh em mình còn là đồng đội của nhau. Có một cái thông tin rằng là Mạc Văn Khoa cái thời điểm đầu đi diễn người ta hay kêu là Châu Đăng Khoa. Ôi. Đúng không? Dạ, đúng. Chắc mọi người đó ghét em lắm. Tại cái thời đó anh Khoa còn xấu cho nên em thì lại giống giống anh Khoa cho nên là người ta hay nhầm ạ. Còn thời này anh Khoa thời sao? Này thì anh Khoa lại bị nhầm với em. Dạ. Bởi vì anh Khoa bắt đầu đẹp lên rồi đó, người ta lại hay nhầm với em. Lỗi của em ạ. Mấy đứa mới đi đặt bom ở đâu về mà quăng lựu đạn quá vậy mấy đứa. Đứa thì khen đẹp, đẹp nhất Hải Dương. Em đẹp số 1 thì ai cũng đẹp hơn ạ. À. Nói chuyện gì hiểu chút đi. Từ ngày có gia đình rồi nói chuyện khó hiểu quá. Ai lên trước nào? Thôi em nhường cho em á. Không. Thôi để em à, vào. Nhường mất công lắm em thắng người ta lại nói là nhường. Đúng rồi. Quả okay. Tôi xì đi. Đó. Hả? Là hay quá. Yeah. Rồi chúng ta cùng nói chuyện với Mạc Đạo Đức một chút xíu nào. Thôi anh nghe tên áp lực của anh ạ. Khoa bao nhiêu lần lên ghế này rồi? Dạ em chơi 2 mùa và khoảng độ 4-5 lần ạ. Trong hai người MC là anh và Harry Won thì em ưu ái ạ, thích ai hơn? Dạ em thì lúc nào cũng dành tình thương cho chị Harry đúng không? Rồi Harry lên nào. Và anh ạ, à, Harry lên đọc và anh ạ. Em nhưng mà em bị sao chứ bây không giờ? Không sao hết chị ơi. Cuối cùng thì sao, chị hay là anh Giang? Thôi anh Giang tiện đứng ở đây rồi, chị đi về cha, đi lên cái đằng chân ạ. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành 2 phút với
Mạc Văn Khoa. Câu hỏi ngày hôm nay vô cùng đơn giản, rất đơn giản và rất dễ luôn. Ôi thế lại không hợp với em rồi. Dễ lắm. Dạ vâng ạ. Bánh gì tên như chuyển động nhưng lại nằm im? Bánh gì mà nó chuyển động kìa? Vừa quá. À thưa quý vị, chắc có lẽ là Khoa dành 2 phút để trả lời một câu hỏi thôi đó. Dạ em bỏ qua. Không có bỏ qua, trả lời đại. Dạ bánh bún đậu mắm tôm ạ. Rồi không chính xác. Quảng cáo quá. Ai biết? Xèo đúng không? Bánh gì? Ờ không, bánh hay bánh gì? Bánh bèo. Chuyển động đâu. Bánh bèo sao chuyển động? Thì cái bèo nó trôi thì nó chuyển động đúng rồi. Không, bánh trôi. À, bánh trôi. Bánh trôi chuyển động. Bánh giò. Dạ, nó có nhiều loại bánh quá. Mình trôi, đúng rồi, trôi là chuyển động. Sau đây chúng ta sẽ phát đi phát lại nhiều lần cái đoạn mà bạn Khoa nói là em cần những câu khó. Câu hỏi ngày hôm nay vô cùng đơn giản, rất đơn giản và rất dễ luôn. Ôi thế lại không hợp với em rồi. Không hợp với em rồi. Đúng rồi, tại câu này câu dễ mà. Ờ dễ hả? Dạ vâng ạ. À vâng hả. Bánh trôi rất là dễ ạ. Rồi. Dạ vâng ạ. Bánh gì tên như được khao nhưng ăn phải trả tiền? Sao lắm bánh thế anh? Thì đấy. Bánh bao ạ. Lên. Câu này mới là khó này. Câu này dễ nè. Nữ ca sĩ nào hay nói cho mọi người nghe? Nào hay nói cho mọi người nghe. Hay nói cho mọi người nghe ạ. Chán thiệt chứ. Em tôi. Em kể ra đi, em kể ra đi. Ca sĩ Đào Ngô Quý Quy. Cố lên gỡ cái tiền chuột xe đó, gỡ cái tiền xe 25 năm đó. Trả lời đi. Em trả lời đại. Hay nói cho mọi người nghe ạ. Dạ, trả lời đại. Dạ, Phương Thanh ạ. Phương Thanh không chính xác. Ai biết? Ngọc Sơn. Hoàng Thùy Linh. Thấy chưa? Để Mị nói cho mà nghe chuyện đó. Yeah, Hoàng Thùy Linh đó. Rồi. Hồi nãy chuyện đó là Hoàng Thùy Linh, là cái bài để Mị nói cho mà nghe. Đó. Đúng chưa? Là cái bài. À là để tên bài hát à hả? Ừ. Không sao không sao, vẫn còn đúng ý của chị Kỳ. Là xuống luôn không có lên được nữa đó. Câu này mà trả lời đúng được á tôi cùi. Tôi cùi. Em mỏng. Em nghe chung nội bộ lục đục. Câu này mà trả lời đúng được mới hay nè. Trong bài hát Chạm Đáy Nỗi Đau, dù Eric đã hát Baby Kajima, có nghĩa là em đừng đi, nhưng tại sao cô gái vẫn bỏ đi? Baby Kajima. Nhớ ngày buồn nhớ. Cô gái nhớ lại ngày buồn nhất ạ? Không, chính xác. Baby Kajima là tiếng Hàn Quốc. Cô gái không hiểu tiếng Hàn Quốc nên vẫn đi. Đúng rồi, con bé nó người Việt mà bạn. Hả? À, hiểu chưa? Lên trước đầu tiên. Tát mồ hôi đây. Ba con đem nhốt một lòng, đuổi chạy giáp vòng, ngày cũng như đêm là cái gì? Ba con đem nhốt một lòng, đuổi chạy là cái đồng hồ ạ. Đúng rồi, bị nhốt ở trong cái lòng của đấy. Chính xác, chạy một vòng. Rồi. Hay quá ơi. Thật sự câu này mới là khó nè. Trẻ thì không mở mắt ra, đến khi về già mới mở mắt trong là trái gì? Ở mắt thì thường có trái na này, trái mít này, sầu riêng. Sầu riêng này. Nhưng mà mắt thì em theo em đoán trái na. Lên. Yes. Đây là đối chữ này. À đối chữ à? Trái gì mặc kệ tất cả? Quá dễ luôn á. Cái này ai cũng biết mà ta. Trái gì mặc kệ tất cả? Nè. Nhắc kệ. Trái gì mặc kệ tất cả? Trái bơ ạ. Lên. Yes. Trái gì không sợ thiếu? Dạ. Trái gì không sợ thiếu? Dạ trái đu đủ ạ. Lên. Có lửa mà không có khói, đêm thì tôi thấy còn ngày thì không. Là con gì? Quá dễ, tuổi thơ ùa về. Tuổi thơ. Có lửa không có khói. Có lửa không có khói. Có lửa là có gì? Có lửa. Có lửa là có cái gì? Có lửa là có khói ạ. Đom đóm ạ. Lên. Yes. Dễ quá mà. Tại tuổi thơ em đang nghĩ về con đỉa. Tuổi thơ em hay bị đỉa cắn á. Đỉa lửa chỗ nào? Thì đấy em chưa nghĩ được con đom đóm ạ. Cảm ơn anh đã cho em một cái gợi ý rất là chính xác ạ. Loại cà nào mà khiến nhiều người đắm say ngất ngay? Đâu có đâu biết gì cà đâu. Cà mà gì đâu? Khiến mọi người đắm say hả? Cà lâm. Lại cà thẻ. Không chính xác. Cà phê. Trời ơi dễ thế mà không nhớ ta. Khi mất mạng ta thường thấy con gì? Dạ. Khi mất mạng ta thường thấy con gì? Khi mất mạng à? Dạ. Đầu trâu mặt ngựa. Đầu trâu mặt ngựa. Như vậy là sau nhiều câu hỏi thì Mạc Văn Khoa đã chính xác liên tiếp 5 đáp án. Ôi,
Chúng ta cùng gặp gỡ lại Châu Đăng Khoa. Chắc trả lời nhiều quá anh. Rất mới đâu. Rất dễ. Năm đáp án liên tiếp. Dễ lắm anh. Wow. Em năm cái liên tiếp luôn hả? Dạ. Ủa, người ta năm câu mà em giống như là trời sao em có thể trả lời được. Em là đồng đội trước đây mà anh, em hiểu lắm. Nhưng mà sau một thời gian kinh doanh có vẻ đầu óc đã linh hoạt hơn. Không, anh gói câu hỏi này dễ lắm. Anh mà không lên được 10 câu là anh không sống có đạo đức luôn á. Thôi lên để chửi nữa giờ. Dạ. Dễ lắm nha anh. Okay. Kha ơi, dạo này thì em có ăn bánh ăn vặt như trước không? Dạ không. Giờ là hết dạo ăn này, rồi. Đúng rồi, em mới giảm cân, em muốn đẹp như chị Harry. Trời ơi. Không biết có lợi hay không. Châu Đăng Khoa đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bánh gì tên như chuyển động nhưng lại nằm im? Hả? Như chuyển động nhưng lại nằm im? Ừ, là bánh gì? Tên của cái bánh hả? Bánh xe. Bánh xe à, cái chữ xe sao chuyển động? À, không, không chính xác. Đáp án là bánh trôi. Ờ. Câu tiếp theo. Bánh gì tên như được khao nhưng ăn phải trả tiền? Tên như được khao nhưng ăn phải trả tiền. À, như được khao, ôi da khó ghê, như được khao. Hay là em có thể là liệt kê ra trước. Tại bình thường em toàn khao người ta, ít có ai khao em lắm, em không biết được khao cảm giác như thế nào. Không, không, cảm giác là nó cái tên mà. Dạ. Hồi nói đại à, bánh da lợn. Không chính xác. Khi anh khao em, anh mà nói bữa đi tao khao, thay cái từ khao thay bằng từ gì? Đãi. Bao. Bao. À. Bánh đãi là bánh gì? Đãi. Rồi. Trả lời được câu đi đây. Quá đỉnh. Đáp án là bánh bao. Chị nghĩ là tới đây á, thì từ sau đây thì có thể là chuyên môn về em. Tại vì nó liên quan tới bài hát, này nọ ca sĩ, rồi nhạc sĩ, rồi này nọ. Cậu hên xui. Nữ ca sĩ nào hay nói cho mọi người nghe? Trời, mình là nhạc sĩ đó, không biết thôi luôn. Nữ ca sĩ nào hay nói cho mọi người nghe? Harry Won. Đáp án là Harry Won. Tại sao lại là Harry Won? Harry Won là MC hay nói cho mọi người nghe. Không chính xác. Đáp án là Hoàng Thủy Linh. What? Để miệng lưỡi cho mọi người nghe. Nghe. À. Trời. Bữa nay sao á? Người chơi của chúng tôi bữa nay sao thưa quý vị? Bình thường là Khoa minh lắm anh ơi. Hùng về, hùng về. Không, em tin là được, được, được. Lấy lại tin thật nha. Okay. Rồi, trong bài hát Chạm Đấy Nỗi Đau, dù Eric đã hát Baby Kashima, nhưng tại sao cô gái vẫn bỏ đi? Kashima là gì nào? Tại vì Kashima có nghĩa là... Harry giải thích Kashima. Kashima có nghĩa là đừng đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà cô gái vẫn đi. Yeah. Baby Kashima, this is it. Stay here with me. Của Mạc Văn Khoa rồi đấy. Cho ta. Tại sao Eric đã hát Baby Kashima nhưng mà cô ấy vẫn đi? Yeah. Tại vì cô gái đã đi rồi. Đáp án là cô gái đã đi đi rồi à? Dạ. Yeah. Không chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu như chị nghe câu này thì chị sẽ không đi. Hiểu chưa? Người Việt Nam. Tại vì cô gái là người Việt Nam hả? Đúng rồi. Thì cô gái không hiểu tiếng Hàn. À, ok ok. Bị gạt rồi, bị gạt rồi. Khoa ơi, hôm nay mình có đủ tỉnh táo để tham gia chương trình không? Đừng nhường dạ, em như vậy, anh Khoa đừng nhường em như vậy. Em 5 câu là okay. Đạt chỉ tiêu rồi. Bớt xạo lại. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ba con đem nhốt một lòng, đuổi chạy giáp vòng, ngày cũng như đêm là cái gì? Đồng hồ. Chính xác. Trẻ thì không mở mắt ra, đến khi về già mới mở mắt trong là trái gì? Mở mắt. Trái nhãn. Trái nhãn. Trái nhãn lòng. Không chính xác. Mắt đây là những cái gai bên ngoài đó. À. Đáp án là trái mãng cầu, trái na. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trái gì mặc kệ tất cả, đố chữ nha. Là trái gì? Trái gì mặc kệ tất cả luôn. Tất cả. Vườn của ba cây nào cũng dễ chờ, mà trái nào cũng thiệt là dễ thương. À. Má trồng toàn những cây dễ thương. Đừng có nghe là... bên đây nữa, kệ không hát cái gì không hát. Còn ba trồng toàn cây dễ chờ, thân xù xì cây lại có gai. Trái lại đi Khoa ơi. Không chính xác. Đáp án là trái bơ. À. Ồ. Tiếp tục đi nào. Trái gì không sợ thiếu, đố chữ. Đố đủ. Chính xác.
khi bắt đầu mà mình hòa nhập được rồi là thời gian hết. Cái này đơn giản, có lửa mà không có khói, đêm thì ta thấy, còn ngày thì không. Đố là con gì? Tuổi thơ. Có lửa mà không có khói. Ừ. Có lửa là kiến có lửa. Không phải. À, tuổi thơ. Đêm thì ta thấy mà ngày thì không. Đêm thì mới thấy hả? Ngôi sao à? Con gì, con gì mà? Con không, gì mà con hỏi đớp. Con gì chính xác đớp. Nhưng đớp. Mà vấn đề là rồi. À. Em trả lời cái khác nhiều quá thôi. Loại cà nào mà khiến nhiều người đắm say ngất ngây? Cà gì? Cà hả? Ừ. Cà phê. Chính xác. Yeah. Khi bắt đầu hòa nhập là thời gian bắt đầu hết. Câu này thì hơi khó. Đâu, đọc thêm nào. Khi mất mạng ta thường thấy con gì? Con khủng long. Chính xác. Khủng long. Tức là khi mình xài cái máy vi tính á. Dạ, cái trình duyệt web nó có khủng long. Mất kết nối internet á. Là nó có con khủng long nó xuất hiện. Ủa sao em biết vậy? Tại em bị mất mạng mấy lần. Wow, hay vậy ta. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong ba ngọn đèo sau đây, đèo Hải Vân, đèo Mã Phí Lèn, đèo Khao Phạ, đèo nào không nằm trong tứ đại điện đèo? Khao Phạ. Không chính xác. Không chính xác. Đáp án là đèo Hải Vân. Câu này nó biết rồi. Uầy. Châu Đăng Khoa đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Bây giờ chúng tôi xin thông báo, nhiệt liệt trịnh trọng thông báo, Mạc Văn Khoa thắng Châu Đăng Khoa 1-0. Em buồn gì vậy? Anh thua mà em buồn vậy? Sao em có thể dẫn trước anh 3 điểm được ta? Bây giờ ai sẽ là người ra đi? Ok, nước em đây là tới thông minh rồi cuối cùng mới có tiền. Thằng đi. Rồi bây giờ thì trai gái thì ai nhận ai đây? Mời em. Còn em thì muốn làm sao? Em thì lên trước cũng được, dạ ok. Em lên trước cũng được. Nhưng mà chị Harry đập cho em nha. Ủa sao em gan vậy? Dạ tại mùa trước là anh Giang có đập cho em rồi. Giờ em muốn đổi thử. Trời à, ơi. Đi về sớm đó. Ôi. Em làm chị áp lực thiệt là áp lực luôn á. Nhưng mà thôi chị sẽ rất là cố gắng để dạ. cho em đạt được nhu cầu của em nha. Dạ. Xin mời Nhung Vũ Miu. Hai đi qua giống như hồi xưa mình đi học mà tới thứ bảy cô giáo hay họp lớp cái mời lên hát mình chờ được đọc tên mình lên để hát đó. Mừng đó. Mừng đó. Thực ra thì chị đọc câu hỏi và chị có thấy được đáp án á nhưng mà chị vẫn không hiểu tại sao có đáp án như vậy. Nói gì vậy? Mong là dạ. em có thể hiểu được cái câu hỏi của chị và em trả lời đúng. Dạ vâng. Đây em đọc đáp án em cũng không hiểu. À vậy hả? Dạ. Chị nhìn câu hỏi và đáp án chị đều không hiểu hết. Dạ không hiểu hết. Vậy sao tác giả hiểu ta? Nhung Gu Miu đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Mã gì liên quan đến toán học? Là mã gì? Mã hóa. Chính xác. Mã gì người ta hay chúc nhau? Mã đó thành công. Chính xác. Ủa Harry, cái câu vừa rồi lại coi em đọc mà không hiểu hả? Em không hiểu. Mã đó thành công không hiểu hả? Dạ tại vì mấy cái này em chưa bao giờ đọc. Nhưng mà thành công thì em biết. Còn đáo mã không đáo biết là... Mã không biết là mã đáo đọc đến nhanh như ngựa là vậy? Con ngựa. À con ngựa. À mã là ngựa đó. À rồi giờ em mới hiểu. À đáo là gì biết không? Đáo thì tên của con ngựa. Vô. Dạ rồi câu con hỏi ngựa tiếp theo. Tên đáo à? Mã gì chia rẽ Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài? Quá dễ luôn, nếu như không coi là không biết. Có coi phim, có coi cải lương gì chưa? Có coi tù Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài chưa? Mã thôi, trên không biết đâu. Mã tranh đi. Mã trên. Không chính xác. Đáp án là Mã Văn Tài. Dạ em không có coi. Không dạ. coi. Thật ra chị cũng đâu có biết đâu. Dạ. Ồ thiệt. Không coi thì sao biết được. Rồi câu hỏi tiếp theo. Loại nhạc nào mà không dùng để hát? Loại nhạc không dùng để hát. Ồ là nhạc gì?
Nhạc beat. Chính xác. Không chính xác. Nhạc phụ. Không chính xác. Nhạc beat là để người ta hát mà. Dạ gì nhạc không lời. Đúng rồi, sao để chúng ta không trả lời. Nhạc không lời là để nghe, để thư giãn. Còn nhạc beat là cái beat để dùng để hát. Tiếc quá. Khoan khoan, mà Văn Khoa nói là nhạc phụ. Nhạc phụ đâu hát được anh. Cũng được, cũng được. Vào nhà người ta phải lễ phép đàng hoàng hát hát. Chết này. Đánh gì mà không cần dùng đến tay? Là đánh gì đây? Đánh lén. Trời. Không có dùng đến tay đó. Không dùng đến tay đúng không? Đánh không phải. Đánh. Thôi không chính xác. Không chính xác. Đáp án là đánh mùi hoặc là đánh hơi. Đánh hơi nè, đánh mùi nè. Mà Văn Khoa nói là đánh rắm. Em nói mùi nào? Em không phải đâu. Đúng mà. Đúng mà, làm sao bình tĩnh đi em. Em đúng mà. Hay quá. Từ ngày có vợ sao, trả lời. Sao Khoa hơn hẳn vậy ta? Dạ đánh rắm ạ. Cái câu này thì rất là thông minh. Ai sống nhờ cái đầu của người khác? Ai sống nhờ cái đầu của người khác? Chết rồi. Con bé không di chuyển luôn. Con bé không thích xe dịch. Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Sống nhờ tiền. Nhờ lương. Tiền. Ơ? Sống nhờ tiền. Bậy. Sống nhờ sống nhờ cái đầu của người khác hả? Nha, chị đang làm gì đây? Anh nói câu là Harry thích đi nè. Harry sống nhờ tình yêu thương của quý vị khán giả. Chị thi vậy đó. Diễn viên thì sống nhờ biên tập hay là đạo diễn gì đó rồi viết thì được không? Rồi gọi bé đi sai đường nha. Đơn giản thôi, nó suy nghĩ đơn giản thôi. Cái lời đại đi thôi, không chính xác. Đáp án là thợ cắt tóc. Oh my god. Đúng rồi. Thợ cắt tóc. Em sống nhờ cái đạo diễn luôn á. Đây là đố chữ nha. Dạ. Quả gì biết nhảy? Quả biết nhảy, quả đồng hồ. À, quả lắc, quả lắc, quả lắc. Đáp án của em. Quả lắc. Không chính xác. Không chính xác. Quả lắc là nó lắc, cái tên là thấy lắc rồi, con dãy hồi nào. Đáp án là quả cóc. Ổn à. Rồi, cây cầu nào chỉ có hai người được đi qua? Cầu. Là cầu gì đây? Cầu đôi. Cầu đôi. Cầu khác đôi. Không chính xác. Đáp án là cầu ô thước. Biết cầu ô thước không? Cái em thì không biết. Đúng. Biết cụ lại chứ nữa không? Ngày xưa thưa quý vị, ở bên nước láng giềng của chúng ta có một câu chuyện cổ tích mà nó lan qua cả Việt Nam, Hàn Quốc và các nước lân cận. Đó là ông Ngọc Hoàng, ông phạt cái ông Ngưu Lang. Ông Ngưu Lang là ông chăn trâu ở trên trời á. Rồi bà chất nữ là bà theo dệt ở trên trời đó. Hai người mới bỏ chăn trâu, bỏ theo dệt. Quéo quéo. Yêu nhau. Yêu nhau. Làm con trâu nó vô điện của Ngọc Hoàng Nó tàu. Đánh rắm. À đó, cái phạt. Phạt hai người này mỗi năm chỉ được gặp một lần thôi. Đó, ngăn cách bởi sông Ngân Hà. Sông Ngân Hà là giải thiên hà trên trời mình đó. Cái đó kêu là cầu ô thước à. Đó, sau đó đáng lẽ là nhốt vô luôn. Mà ông thấy tẩu, ông nói thôi một năm gặp một lần ở ngày 7 tháng 7 âm lịch là ngày mà Ngưu Lang chỉ được gặp nhau á. Thì hai người này buồn quá khóc. Nước mắt rớt xuống trần gian thành mưa, người ta gọi là mưa ngâu. Wow. À, mưa ngâu nói về chuyện tình Ngưu Lang và chức nữ. Thì sau đó mà không có cái cầu quá, cái giải Ngân Hà nó dài quá, không có cầu quá, gọi là sông Ngân Hà đó. Thì ông Ngọc Hoàng mới kêu người ở dưới trần gian lên xây cầu. Mà lên đâu có xây, lên quậy phá ăn nhậu, cuối cùng đâu có cầu đâu đi. Thì mới kêu đám quạ dưới trần gian lên kê đầu vô để làm cái cầu. Mà mấy con quạ nó quậy, ông mới kêu ngược đám khác lên, công ty xây dựng khác lên xây lại cái cầu ô thước để cho hai người đó mỗi năm gặp một lần. À, cái công ty là công ty gì anh hả? Công ty mà công ty xây dựng hả? Cái cầu ô thước, công ty đấu thầu Trường Giang Communication. Sau khi xây cầu xong thì ông vua ông rất thích ăn cơm quê, ông mới kêu tôi mượn món cơm ngay đầu cầu công lý. Thấy quảng cáo gì không? Quảng cáo. Nói chung xây là cầu. Vừa rồi là một phút quảng cáo cái quán cơm đó. Rồi giờ hết giờ quảng cáo chưa? Hết giờ quảng cáo rồi. Dạ. Quay lại với chương trình, bài hát nào mà ai nghe xong cũng nhớ mãi? Bài ca không quên. Chính xác. Đại dương nào sâu nhất? Đại dương nào sâu nhất? Ừ. Đại Tây Dương. Hết giờ. Hết giờ rồi. Đáp án là Thái Bình Dương. Yeah. Thái Bình Dương, độ sâu trung bình là 4 km. Có những chỗ được phát hiện là sâu 11 km. Tức là từ mặt nước xuống tới đáy là 11 cây số. Kính thưa quý vị, dù Harry đọc rất là cố gắng, nhưng mà cũng có sai sót của Harry. Đây là lỗi của Harry. Không. Nhung Gumio đúng đáp án liên tiếp 2 câu.
Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng gặp gỡ lại Hoàng Phi. Hai câu thôi, em vượt qua số 2 là đội em thắng hay không? Đơn giản không? Hai câu. Hai câu. Lên. Lên 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 lên. Chơi dở nè. Đừng suy nghĩ xa xôi. Đừng suy nghĩ xa xôi. Đừng suy nghĩ xa xôi. Biết gì trả lời nấy. Biết gì trả lời nấy. Đừng tỏ ra nguy hiểm. Đừng tỏ ra nguy hiểm. Vui vẻ. Vui vẻ. Hai phút dành cho Hoàng Phi, nhanh như chớp. Wow. Mã gì liên quan đến toán học? Mã gì liên quan tới toán học? Quá dễ. Mã số số. Lên. Đâu gì đâu xa xôi. Đừng nghĩ xa xôi. Đừng nghĩ xa xôi. Mã gì người ta hay chúc nhau? Hả? Người ta hay chúc nhau mã gì? Mã gì chúc nhau? Mã gì người ta hay chúc nhau? Trời ơi. Mã đấu. Mã đấu. À, mã đấu thành thành nhau gì? À, thành công. Thành công. Mã là gì? Mã là ngựa. Đáo là tên của ngựa. Ở bên Hàn Quốc người ta quy định vậy. Đừng nghĩ xa xôi, đừng nghĩ xa xôi. Đừng nghĩ xa xôi, đừng nghĩ xa xôi. Đừng nghĩ xa xôi. Cái này chắc Phi biết nè. Mã gì chia rẽ Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài? Mã không. Mã nhân tài. Là dễ. Mã mình nhầm thành mã. Tôi nhớ cái mã khúc cuối, cái cảnh cuối phim. Cái dân đóng kịch, đóng phim mà sao không có được, đúng không? Có. Phải có, biết chứ. Tài. Ủa hơn rồi. Chưa anh, chưa. Hơn rồi, chưa. Hơn người ta rồi. Không tỏ ra nguy hiểm, không nghĩ sâu xa. Khiêm tốn không tỏ ra nguy hiểm. Loại nhạc nào không dùng để hát? Nhạc không dùng để hát. Nhạc không lời. Lời. Hồi nãy mình số mấy? Người ta số 4 rồi. Là thắng hay không rồi đó. Lát em lên em thắng vòng nữa là thắng luôn á. Vậy luôn hả? Dễ thương anh Giang, dễ thương ghê vậy đó. Anh đặt kỳ vọng với em quý vị nha. Coi đợi cái bên không ra gì, xin lỗi. Lỗi định mệnh anh. Đánh gì mà không cần dùng đến tay? Đánh gì mà không cần dùng đến tay? Đánh đánh gì mà không cần dùng tới tay? Đánh gì? Đánh rấm. Đó, vậy mà con đường đó. Lên. Đúng là chung đội, hiểu nhau quá. Câu hỏi kỳ quá. Thông minh và đạo đức. Trả lời ngại miệng luôn á. Đánh mùi. Hoặc đánh hơi cũng được. Đánh hơi cũng được mà phải anh được. Được, được. Ok. Câu này hay nè. Ai sống nhờ cái đầu của người khác? Hả? Ai sống nhờ cái đầu người khác? Đây là một loại nghề. Một loại nghề. Nãy em nhắc bên kia giùm, nhắc bên này luôn cho nó đồng đều. Giám đốc. Giám đốc sống nhờ cái đầu của những người khác trong công ty. Xuống. Cái gì? Thở hất tóc. Hết. Đúng không? Thở hất tóc với giám đốc nó cũng ốc giống nhau mà. Câu tiếp theo. Đố chữ. Quả gì biết nhảy? Quả gì biết nhảy? Quả nhảy samba cha. Trái cây. Nhảy quả gì? Cốc. Lên. Cây cầu nào chỉ có hai người được đi qua? Cây cầu... Cầu gì vô lý vậy? Cầu... Đó. Cầu hai người đi qua. Cầu... Cầu... Cái gì hai người gì đó? À đó. Hai gì cái gì? Thì đó, nó đó. Cái gì thương nhau nè? À đó. Cầu chữ Y. Không, thứ ba. Cầu con quả là cái... Đúng rồi. Đúng rồi. Cầu con quả. Nó là đúng là biết chứ bộ, biết cái tích này chứ bộ, tức là mấy quả trúng cái đầu vô gì. Đúng là cái cầu con quả, nhưng mà cái tên nó là gì? Là cầu con quả thì nó con quả là giai đoạn 1 là công ty khác xây, giai đoạn 2 là công ty anh xây. Cầu gì? Cầu ô thước là khi quả lên vẫn quả cắn nhau xù lông rồi đó. Cái ông Ngọc Hoàng mới kêu công ty Trường Giang Communication lên xây cái cầu, xong mở bữa cơm ngay đầu cầu công lý đó. Mới đánh mạnh dữ vậy hả? Cầu ô thước là của Ngưu Lai Chức Nữ, mỗi năm gặp một lần đó. Ngưu Lai Chức Nữ nhớ cái cầu này rồi. Bài hát nào mà ai nghe xong cũng nhớ mãi? Bài hát nào ai nghe xong cũng nhớ mãi? Mãi mãi khúc tình ca. Không chính xác. Tào lao. Chế tầm bậy. Bài ca không quên. Nhớ mãi là đúng không rồi, quên. Đúng rồi. Đại dương nào sâu nhất?
đại dương nào sâu nhất? Đại dương nào sâu nhất? Đại Tây Dương. Đại Tây Dương không chính xác. Trong bài hát Tình Em Xứ Quảng có câu bờ mi công nhấp vô thuyền của đại, vậy của đại ở đâu? Của đại ở miền Trung. Ở đen. Sao để em trả lời trước? Miền Trung nó cũng ngay đó mà anh. Vậy miền Trung là dọc từ ngoài kia vô Quảng Trị đi vô là nó cũng nằm trong miền Trung mà em cũng trả lời hơi rộng thôi. Chứ là đừng có nghĩ sâu xa. Thôi dù sao cũng hơn người ta rồi, năm đáp án liên tiếp, chúc mừng. Trời mồ hôi quá. Người ta hiện tại đang dẫn trước mình, người ta hai mình o. Bây giờ lượt cuối cùng, Trang nếu như thắng Lý Gia Kỳ thì chúng ta còn cơ hội sống sót. Còn nếu như thua Lý Gia Kỳ, tiến em đi rồi anh về gác lạnh điều hiên. Mời. Gấp nặng quá. Ôi, em làm chị áp lực nè. Rồi. Ừ, ai lên trước? Tôi quán tù xì cho nó đẹp. Quán tù xì cho nó đẹp. 2, 3. Thắng. Thắng. Thắng quyết định đúng không? Chị lên chứ. Đâu, thắng lên. Lên, lên. Ủa gì vậy dạ? Về luôn em. Hồi nãy Khoa cũng thắng lên mà đúng không? Một loạt câu hỏi sắp tới đây rất dễ luôn. Thiệt, nghiêm không, túc. Đừng trước em thi anh cũng nói dễ y vậy á. Không, cái dễ xong... thiệt mà Trang. Anh sẽ ưu ái em lần này nè. 2 phút dành cho Trang, bắt đầu. Con gì sinh ra đã buồn? Con chuồn chuồn. Chuồn có gì mà chuồn chuồn. Buồn như con chuồn chuồn. À, buồn như con chuồn chuồn. Chính xác. Đó. Buồn như con chuồn chuồn hoặc là hạng ve sầu. Cái chữ sầu cũng nghĩa là buồn. Trường Giang và Hardy Won muốn nổi thì phải làm gì? Biết bơi, áo phao. À, biết bơi hoặc áo phao đều đúng, chính xác. Đố chữ, đầu gì hay dùng búa? Quá dễ. Đầu gì hay dùng búa? Búa đóng gì? Đinh. Trả lời, đầu gì hay dùng búa? Đầu đinh. Lên. Yeah. Khi nào phụ nữ cảm thấy có quá ít quần áo? Khi đi tắm, đi tắm, đi tắm. Yeah, đúng rồi. Không chính xác. Ủa chứ đi tắm anh mặc đồ hả? Cái đó là điều hiển nhiên chứ cảm thấy gì nữa. Mình không mặc đồ là điều hiển nhiên. Khi nào phụ nữ chứ không có gì để mặc. Khi ra ngoài. Không, khi bắt đầu làm gì? Lỡ lựa đồ. Đúng rồi, khi tìm đồ để mặc. Khi nào phụ nữ cảm thấy có quá nhiều quần áo? Khi nào đi, mà được? Đi giặt. Hả? Đem đồ đi giặt. À, đúng. Chính xác. Quay. Cây gì dài nhất? Thôi cây cầu đi xuống. Cây cầu không chính xác. Cây số. Đúng rồi. Con gì lúc nhỏ bơi như cá, lớn lên lại có chân? Quá dễ. Con lăng quăng. Con lăng quăng. Đúng rồi. Lớn lên thành con mũi. Có chân, con mũi có chân. Chính xác, lên. Tại sao anh phải đợi em phân tích cho xong anh mới chịu nói là em đúng vậy? Anh biết em gung 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 lắm luôn. Phân tích cho nó hay, chính xác tình hình chứ. Cái gì có mặt có chân mà không có mình? Cái bàn. Lên. Hay vậy ta. Hay quá. Có mặt bàn, có chân bàn, nhưng không có mình bàn. Ok. Hợp lý. Hợp lý à. Giày trượt băng có bao nhiêu bánh xe? Tính một đôi hay là tính một chiếc? Giày trượt băng có bao nhiêu bánh xe? Không có bánh, không có bánh. Lên. Em tưởng gì bánh tin. Trượt băng, dính dáng gì tới bà tin. Em đang nhớ gì bánh tin. Con người có trí thường như thế nào? Con người có trí thường như thế nào? Hứa. Đúng rồi, lên. Tên bộ phim hoạt hình đầu tiên của nước ta. Hoạt hình đầu tiên nước ta, phim hình đầu tiên của nước ta. Cái này chắc không biết đâu đúng không? Đáng đời thằng cáo. Như vậy là sau nhiều câu hỏi, cô gái xinh đẹp đã mang về được tất cả là bộ đáp án chính xác. Trang à, chúc mừng Trang. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại diễn viên
giám đốc chủ tịch hội đồng quản trị Lý Nhật Kỳ. Nữ doanh nhân Thành Đạt hiện chưa có người yêu đang đứng trước mặt chúng ta đây. Người ta 4 câu. Ok anh. Yeah. Có hay đi Hàn Quốc không? Ít lắm. Ít lắm hả? Rồi, ở đi... ở bên đó luôn à. Ờ, giờ đi Hàn Quốc nè. Chị Lý Nhật Kỳ đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Con gì sinh ra đã buồn là con gì chị? Buồn như cổ có đúng mẹ không? Buồn như con chuột chuột. Buồn buồn chứ. Ôi thật, mọi người hay nói buồn như con chuột chuột. Thì trả lời đi. À, không, không thấy anh cười. Trời ơi. Ủa, em sẽ không được cười hả? Sao tôi áp lực vậy? Chị trả lời đi. Ồ, chính xác. Chính xác, chính xác. Sao cái này có đi giật mình vậy? Buồn như con chuột chuột được luôn nha. Đúng luôn. Đúng luôn hả? Trời đó vui mà. Mọi người thấy nó buồn như con chuồn chuồn. Câu hỏi tiếp theo. Trường Giang và Harry muốn nổi thì phải làm gì? Nổi tiếng hay là nổi về gì? Ai biết? Cứ nổi cái mà. Hết giờ, hết giờ. Wow, wow, từ từ từ. Áo phao nổi. Thì đáp án của mặc chị cuối cùng là gì? Mặc áo phao khi bơi. Chắc cũ ghê không? Mặc áo phao khi bơi thì sẽ nổi. Chính xác. Trời ơi, bạn tính hai đường nha. Mặc áo phao hoặc là bơi đều được hết. Bạn tính là mặc áo phao khi bơi luôn. Mình quy định luôn anh ơi. Chứ bây giờ sợ quá à, hay mẹo lắm. Tiếp tiếp. Và đây là đố chữ. Đầu gì hay dùng búa? Đầu gì hay dùng búa? Đầu đinh. Đầu đinh. Chính xác. Tại nhà. Nhà là công ty xây dựng. Ở nhà. Cái câu này không biết sao cho hơi khó. Khi nào phụ nữ cảm thấy có quá ít quần áo? Sở trường, sở trường. Sở trường. Là khi vô tủ quần áo và chọn đồ và luôn luôn cảm giác không có đồ gì để mặc. Chính xác. Sở trường, rồi. Một câu nữa thôi là thắng. Quá nhiều. Một câu nữa thôi là cho đi xuống luôn hả? Về sớm, bữa nay về sớm. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Khi nào phụ nữ cảm thấy có quá nhiều quần áo? Khi nào? Giặt đồ. Chính xác. Trời ơi, ghê vậy. Thắng rồi. Nhưng phải lên 10 câu lấy 20 triệu. Thôi em không muốn lấy vậy là. Lấy đi chị, lấy cho tụi em nữa. Nhà bao việc cho xuống độ cao quá sợ run chảy mồ hôi tay rồi. Lấy 10, lấy đi chị. Em rút xe chị ơi. Bà nó bắt xe lấy đi chị. Chị cho em luôn em. Chị cho em cái sổ em mang ra em đưa lại cho người bán xe nó có lại tiền cho em luôn. Nói kêu bằng mẹ đi, mẹ nuôi kìa. Em ơi. Em chị không có tiền mặt nhưng mà sổ đỏ rất nhiều, chị đi ăn chị toàn đưa trả sổ đỏ rồi người ta thối lại. Trời ơi. Bữa nào qua nhà hàng anh Giang ăn trả sổ đỏ. Ê, hey, sắp tới tôi sẽ liên hệ Lý Duy Kỳ, tôi mướn một miếng đất của Lý Duy Kỳ, tôi mở quán cơm nè. Ok luôn anh, thẳng cánh cò bay luôn. Rồi, câu hỏi tiếp theo nha chị. Cây gì dài nhất? Dễ, cây số. Chính xác. Đi đường dễ. Mà có bao giờ mà tới điểm đích đâu. Bé vừa đẹp vừa thông minh vậy mà vẫn ế. Anh ơi, câu đó đặc giá nhất của chương trình là câu này nè. Em tới đây chủ yếu là BA mình là vẫn ế. Thật ra là anh đang đi đúng vào cái mục tiêu của em. Em không cần tiền, em chỉ cần BA là em đang ế. Và luôn luôn mở lòng. Trời ơi. Anh đang nói gì đây? Hồi nãy đạo chương trình tôi đã nói với Harry rồi. Đứt dây thần kinh số 7 mà không ai tin tôi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Con gì lúc nhỏ bơi như cá, lớn lên lại có chân? Con nòng nọc. Wow. Em bao nhiêu điểm rồi? 7 rồi. Câu hỏi tiếp theo. Cái gì có mặt có chân mà không có mình? Chị hãy nhìn xung quanh đây. Có mặt có chân mà không có mình. Chị nhìn xung quanh đây. Mặt bàn. Yeah. Vậy là cái gì? Cái gì? Cái gì? Ủa, mặt bàn vẫn chưa đúng luôn hả? Chưa. Mặt bàn là cái mặt nè. Mặt là cái gì? Là thì... cái. Cái này là cái gì? Bàn. Chính xác. Rồi. Không nhắc nữa nha. Không nhắc nữa nha. Không nhắc nữa. Lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. Đó là lý do tại sao vẫn ế nha quý vị. Câu hỏi tiếp theo.
Dây trực băng có bao nhiêu bánh xe? Cái gì vậy gì? Dây trực băng có bao nhiêu bánh xe? Dây trực băng á? Không có bánh xe. Lý Nhã Kỳ. Wow, trời ơi, wow. Còn giờ là có khả năng là 10 đó. Bây giờ mà, bây giờ là hết giờ rồi ha. Hết nhưng mà giờ bây hả? Giờ mình đố thử ra câu này sẽ được không nha. Cho xuống đi, sợ độ cao tí nữa nó chạy nhanh lắm em sợ. Đố thử nè, đố thử nè. Câu hỏi là con người có trí thì thường như thế nào? Con người mình á, mà có trí thì thường như thế nào? Là con trí hả hay là trí tuệ? Con trí á. Con cháy thì ngứa. Đúng rồi. Trời ơi, sẽ ngay luôn. Ủa, con cháy thì mình phải ngứa chứ. Đúng rồi. Ủa đơn giản vậy hả? Ủa không có mưu trí chiến lược gì luôn á hả? Có trí thì nên vậy. Ủa tay em hoang mang quá, em đi lên đây để làm gì vậy? Trời ơi, bà chảnh kìa, bà chảnh kìa. Sơn. Ôi, cái xe gì vậy? Ôi, xe chạy nhanh quá, ốm tim quá. Thưa quý vị, mọi việc xảy ra trên cõi đời này đều có lý do của nó. Cháu nó đang một mình đều có lý do của nó. Rồi, như vậy là chúng ta thắng 3-0. Không có thể nào gỡ được một nút nào cả. Rất tiếc. Xin mời. Em cảm ơn mọi người. Ngày hôm nay Lý Nhã Kỳ, Mạc Đăng Khoa và Hoàng Phi quá hay, trả lời hợp lý, đúng người đúng thời điểm. Chúng ta đã sai người còn không đúng thời điểm. Và chúng ta không thắng được vòng nào cả. Chúng ta sẽ ra về với giá trị tiền thưởng là 12 triệu đồng, kèm theo mỗi người một bộ tai nghe không dây của LG Think Free. Đó. Mấy em có chứ anh chưa có luôn. Đúng ước nguyện luôn anh. Đó, nhạc sĩ mà tặng tai nghe là hợp lý luôn. Và 12 triệu đồng cũng đâu có thấp đâu. Cũng đủ tiền tháng này chứ bộ. Còn chúng ta loa Xboom Go Bluetooth là có của LG tặng rồi, chắc chắn là có một vé vào vòng trong nữa rồi. Còn đêm nay chúng ta phải bước vào vòng đặc biệt để lấy 60 triệu đồng. Wow. Còn bây giờ chúng ta xin nghiêm mình 30 giây để tiễn đưa đội bạn. Bye bye. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Ở vòng đặc biệt thì nó rất là đơn giản mà thôi. MC chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và người chơi phải trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút thì có thể lấy được 60 triệu đồng. Luật chơi vô cùng đơn giản. Bắt đầu từ Hoàng Phi, sau đó tới Lý Nhã Kỳ, tới Mạc Đăng Khoa, cứ xoay vòng như thế. Chúng ta bước lên, đập tay vào đây để trả lời. Nếu như mình không biết thì người kế bên có thể nhắc, nhưng đừng giành lượt. Trả lời đúng 20 đáp án mà bị giành lượt một lần là sẽ trừ đi một đáp án. Nhớ nha. Có thể nhắc thoải mái, nhắc thoải mái nhưng đừng giành lượt. Và câu hỏi này là cực kỳ đơn giản luôn. Cơ hội 60 triệu đồng trong tầm tay. Lấy tiền không? Lấy chị. Nhường. Tha còn góp xe này nọ nữa chị. Nhưng mà chị dường quá em ơi. Chị dường quá em ơi. Chị không biết để làm gì mà cứ bắt chị lấy hoài à. Tôi đã nói tới như vậy rồi quá. Chơi với một người mà không cần tiền, cảm giác mình không có hứng à. Chị Dương. Ok. 60 triệu. Làm anh em mình mỗi người 30 quá. Làm như lấy được tiền của chương trình rồi vậy. Có đạo đức là có tất cả. Có đạo đức là có tất cả. Có đức mặc sức mạnh. Đúng ạ. Trong vòng 60 giây, hãy cái tên 20 khu vực có từ 5 chân trở lên. Con cuốn chiếu. Con tôm. Chính xác. Con rết. Con rết. Con cua. Rồi con gì nữa? Con bọ ngựa. Bọ ngựa. Con không có bọ ngựa. Ghẻ. Con gì? Con ghẻ. Con ghẻ. Con ghẻ. Rồi con nhện. Đúng rồi. Con mạng nhện. Con dế. Con dế. Con châu chấu. Đúng rồi. Con châu. Đúng rồi. Con
đán. Con dán rồi con gì giống con dán. Con giấy cơm. Giấy cơm là giấy cơm. Ôi, là giấy cơm. Bỏ hung. Bây giờ cái bỏ măng. Bỏ măng đi. Bỏ xít. Con có gì nữa không? Bỏ kẹp. Con công. Con thủy. Quá nhiều con. Sau 60 giây, các bạn dù rất nỗ lực. Chỉ mang về 16 đáp án chính xác. Wow, được rồi. Có cái nào hay gì đó. Có những quy định là 20 cái nào. Là thua rồi, nhưng mà với lại vậy là giỏi rồi chị ạ. À, là có trí tuệ rồi đó hả? Có trí tuệ rồi. Có trí tuệ. Chứ không bỏ não ở nhà. Ok, hiểu rồi. Rồi, lên đây nào. Ok. Mãi bên nhau bạn nhỉ. Mọi việc trên đời sống này xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Có lý do. Đó, có lý do. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta phân tích về chữ ế cho Lý Gia Kỳ hiểu nè. Ế có nhiều hai loại. Ế chủ động và ế bị động. Dạ. Lý Gia Kỳ là ế chủ động, có nghĩa là gì? Quá nhiều vệ tinh, tôi phải chọn lựa là ế chủ động. Còn Khả Như là ế bị động. Là không ai để chọn, nên bị động, nên ế. Hiểu chưa? Chắc Như cũng đang coi sóng truyền hình này đó. Đúng rồi. Đang coi tập này đó. Và chúng ta sẽ chắc chắn là có một tấm vé vào vòng trong đấu với một trong những đội như là Khả Như hay Lý Dương Vũ Lâm rồi đó. Đó. Và chúng ta hôm nay nhận được 18 triệu đồng tiền thưởng, cũng như là mỗi người một loa X-Bum Go. Xin mời. Bao giờ mới được TV rồi? Hả? Ở trong trong, vòng ngoài chưa có TV. Ngày hôm nay khác với thường lệ, chúng tôi không hỏi phụ nữ nữa. Khoa, Phi, cảm giác như thế nào về chị Lý Nhã Kỳ? Dạ. Em thấy mệt mỏi quá hả? Không, tuyệt vời. Lần đầu tiên em đi thi với một người mà kiểu không màng tới tiền bạc danh lợi luôn anh. Chỉ muốn lên để quảng cáo bản thân mình là đang ế thôi. Chị tôi vẫn đang ế nha mọi người. Khoa sao? Dạ em thì em cảm thấy người có tiền nói chuyện nó trọng lực quá anh ạ. Cảm giác đấy em nhớ hình dung cái cảm giác chị đứng ở câu số 9, chị nói về đồng tiền đó. Ôi nó có lực lắm anh ạ. Em đứng có câu số 10 em nói về đồng tiền nó cũng không có lực. Cái hình ảnh nó nói chung là nó tỏa sáng lắm. Dạ. Mà Khoa ơi, hôm nay em nói là do em có đạo đức cho nên em mới được dạ, được như hôm nay thì em thấy 5, sao? Năm câu là em quá gọi là hạnh phúc luôn đó chị. Và đúng ra là thật sự đúng là em hợp với những câu hỏi khó. Này mùa này khó. Không sao đây. Vẫn kiên quyết đi luôn á. Vẫn kiên quyết. Còn Lý Gia Kỳ. Dạ. Ngày hôm nay em đến với chương trình lần đầu tiên đúng không? Dạ đúng, lần đầu tiên. Em thấy vui không? Cảm giác không? Rất là vui. Ở nhà làm gì? Đi tham gia chương trình, gặp anh chị em, rồi mình còn gặp nhau ở vòng trong nữa. Dạ. Gặp nhau hàn huyên tâm sự về đời, về nghề, không, vui không? Anh đừng suy nghĩ vậy. Thực ra em tới đây chủ yếu để BA bản thân là em đang ế thôi, chứ còn không có nhu cầu gặp anh cho lắm. Nên là sai rồi. Anh tỉnh táo một chút đi. Hệ thống dây thần kinh đã bị hư hại nhiều nên có những lời phát ngôn không hợp lý, mong quý vị bỏ qua cho. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhanh Chưa Chớp. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng không quên, nhà tài trợ chính của chương trình đó chính là LG Electric Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào. Hẹn gặp lại. Bye chào ta. Hồi xưa đó. Hồi xưa? Lớp mà còn học cấp 2, cấp 3 đó. Mê ca sĩ nào? Em mê anh Đông Hoàng Phúc, Phạm Quỳnh Anh, H.A.T. Ai nữa? Khánh Phương. Kể nãy giờ chưa đúng câu sắp hỏi luôn á. Ủa? Con gì có cánh mà không có lông? Con mắt. Mắt có cánh hồi nào? Tập 3. Con gì có cánh mà không có lông? Có cánh mà không có lông. Con gà luộc. Đúng không anh? Kể tên một bài hát do nghệ sĩ Trường Giang sáng tác. Trường Giang đâu có sáng tác bài hát. Có. Nhiều chứ. Nhỏ trả lời câu cứng họng.
Kể tên một bài hát do nghệ sĩ Trường Giang sáng tác. À, nghệ sĩ Trường Giang là không phải anh hả? Nani? Bỏ tim thứ hai. Thứ hai nha, lần thứ hai nha. Anh đừng làm mất thời gian của em, anh giải thích cho em. Kể tên một bài hát do tôi sáng tác. Là thiệt á? Có thiệt á? Nè cô, cô phá chương trình hả? Con người mà đôi lúc phải có sơ suất thôi. Chương trình mỗi lần có một MC thôi. Đi xuống đi.